xong clip hôm nay, tôi sẽ gửi tới anh em rất là mít của tôi là đây mấy. Đã cho anh biết yêu và thương, mà tại sao chớ chê em là do lướt qua nhanh để anh đọng lại hơi sương hoa mỹ trong câu ca này. Để một ngày nào kia con tim em lắng nghe, nhìn thấy em lao đao dũng khí nào, để anh giang cánh tay ôm lấy vào. Quá khó để chăm lo một người con gái nó hạnh phúc đến khi cuối đời. Bởi nghèo, quả nhiên là ai cũng thế thôi. Chẳng ai chọn cách nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lầm than. Vì quá ngu si hay vì em quá yêu vội vàng, vì cả tương lai nên là em chả hiểu cứu mà. Một nụ hôn ở đây rồi lại phải chịu những cay đắng, giờ mang thêm đau thương vì nơi chiếc tình đầu ban sơ như phép nhiệm màu cho đi khi em gặp người giàu. Nắng nhẹ nhàng êm êm giống ngó dịu dàng cho đi khi em gặp người khác. Dòng làng đường đi theo cơn gió
vương và hiện tại, yêu thương nào cùng nhà cũng phải chẳng tay ngồi cùng anh điều biết em sai. Ai chối chắc ai thật lòng chắc quan trọng vừa rồi phải không, nơi nào còn bình yên thì tên sẽ vào ngày chắc mắt cho đêm vì tình đang mơ buồn một mặt mãi ngoài lòng người liêu có và chém neo. Xin chào và hẹn gặp lại nhà mọi người.